Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Ngày hôm nay là một phiên mà thị trường có những cái sự biến động ở trong phiên. Tuy nhiên thì kết phiên nhìn chung là chúng ta không có sự thay đổi quá nhiều về mặt danh mục của mọi người, kể cả là nhóm ngân hàng hay là nhóm mid-cap. Nhưng mà Hải lại nhận thấy rằng chúng ta đang có một số những cái tín hiệu đảo chiều tương đối là rủi ro đối với là nhóm ngân hàng. Thì riêng anh chị nào mà chúng ta hiện tại đang có một cái tỷ trọng lớn với nhóm ngân hàng thì chúng ta nên cẩn thận, bởi vì sắp tới chúng ta rất có thể sẽ dính phải một nhịp điều chỉnh mạnh. Và lý do cụ thể hơn chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo ở trong nội dung chính của video ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu video thì chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một cái nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video Hải sẽ để một cái đường link, chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo, Hải sẽ có tư vấn và sẽ có khuyến nghị miễn phí ở trong này. Còn chúng ta muốn tham gia vào room khách hàng, chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và chúng ta liên hệ với Hải qua cái số điện thoại này thì Hải cũng sẽ tư vấn cho mọi người. Rồi, quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay thì nhìn chung á, chúng ta sẽ đi qua về một số những cái về hai cái tín hiệu chị ha. Hôm nay Hải sẽ dùng hai tín hiệu để Hải chứng minh cho cái luận điểm của mình, là bao gồm thứ nhất là cái chỉ số RSI và thứ hai là cái biểu đồ nến. Thì nhìn chung cái chỉ số RSI á, cơ bản nhất thì chúng ta sẽ có thể hiểu là khi mà cái chỉ số này nó đạt một cái vùng là lớn hơn 70 thì tức là cái cổ phiếu đó đang được mua quá nhiều và sẽ dễ có tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn. Và ngược lại là khi mà RSI bé hơn 30 thì tức là cổ phiếu đang bị bán quá nhiều và có thể cũng sẽ bật lên ở trong ngắn hạn. Thì cái này là một cái phương pháp rất cơ bản. Chúng ta sẽ có thể nhìn bất kỳ nhìn vào cái chỉ số RSI chúng ta dùng ở trên cái chỉ báo. Thì không chỉ ngân hàng mà chúng ta nhìn riêng qua về cái danh mục VN30 á thì chúng ta cũng thấy được là cái chỉ số RSI nó đã mấp mé ở quanh vùng giá 70 rất lâu rồi và bắt đầu tiệm cận tới vùng giá khoảng tầm 76, 77 ở trong cái phiên ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì bắt đầu có tín hiệu đảo chiều nhẹ đến từ cái VN30 này. Và nhìn qua về nhóm ngân hàng thì đây cũng là một trong những cái mà Hải đã nhắc rất nhiều lần rồi. Khi mà nhóm ngân hàng đã rơi vào vùng quá mua, cái vùng RSI lớn 70 rất lâu rồi, bao gồm cả Liên Việt nè, rồi cả Techcom nè, anh chị thấy rằng gì ạ? Nó vào vùng quá mua rất lâu rồi. Rồi MB nè, đúng không ạ? Hay là ACB, nhìn chung thì đa phần các cổ phiếu á, đã rơi về cái vùng giá quá mua theo Hải thấy rằng là tương đối lâu ở các cổ phiếu ngân hàng, hầu như cổ phiếu này cũng vậy anh chị ha. SHB thì vừa mới rơi khỏi vùng quá mua một tí, một số cổ phiếu khác như là STB thì bắt đầu tiến vào vùng quá mua này. Thì nhìn chung các cổ phiếu ngân hàng nó về mặt chỉ số RSI á, thì đã rơi vào vùng quá mua rồi và cái việc mà nó có những cái nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn là một cái chuyện mà hoàn toàn bình thường. Thì đó là cái luận điểm đầu tiên, một cái chúng ta rất là dễ để nhận thấy. Thì cái thứ hai là một cái mà chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn và nó sẽ mang cái sự chính xác cao hơn, chính là cái RSI phân kỳ. Tại vì thực tế chúng ta vẫn có rất nhiều trường hợp mặc dù RSI đã lớn hơn 70 rồi nhưng mà vẫn tăng tiếp và tăng lên những cái vùng giá khoảng tầm là 80, thậm chí rằng là 85 đó, thì nó vẫn sẽ có những cái nhịp tăng gọi là tăng rướng. Nhưng mà khi mà bắt đầu xuất hiện cái vùng RSI phân kỳ rồi á thì cái tín hiệu đảo chiều nó sẽ uy tín hơn. Và chúng ta nhìn qua về các cái cổ phiếu ngân hàng thì STB là một trong số ít những cái cổ phiếu không có RSI phân kỳ. Nhưng mà chúng ta sẽ có thể nhìn qua về gọi là Techcom. Thì phân kỳ tức là gì? Tức là giá thì tăng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào cái đường giá thì cái giá ở cái vùng này, đây, cái giá kết phiên ở ngày 9 tháng 1 và cái giá kết phiên ở ngày hôm nay là ngày 23 tháng 1 thì xét về giá là tăng. Tuy nhiên khi mà chúng ta xét về giá, chúng ta xét về RSI á, thì nó lại giảm, đúng không ạ? Nó lại cắm đầu xuống, giá thì tăng nhưng mà RSI thì giảm, thì nó có một cái sự gọi là ngược nhau. Thì đây chính là RSI phân kỳ, tức là gì? Techcom đang xuất hiện RSI phân kỳ và cái việc nó có thể sẽ đảo chiều trong ngắn hạn là rất cao. Là một cái, đây là một cái tín hiệu mà theo họ thấy rằng là tương đối uy tín anh chị ha, tương đối uy tín. Rồi ngoài Techcom ra thì chúng ta sẽ có gì ạ? MB cũng như vậy anh chị ha, cũng như vậy. Khi mà MB đã bắt đầu xuất hiện gì ạ? Xuất hiện những cái nhịp RSI nó giảm xuống nè, đúng không ạ? Nó giảm xuống. Nhưng mà dạ, nhưng mà chúng ta nhìn qua về giá, giá của cổ phiếu MBB thì vẫn tăng. Nó vẫn tăng bình thường, nó vẫn tăng bình thường.
Đây chính là vấn đề, đây chính là vấn đề khi mà MBB mặc dù giá tăng nhưng mà cái dòng tiền vào MBB, cái lực cầu vào MBB nó đang bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, thì nó là RSI phân kỳ. Và việc mà cái cổ phiếu này đảo chiều trong ngắn hạn là rất cao, chúng ta có thể dùng ở trên này cũng được, cũng được. Thì cơ bản gì ạ, RSI thì đi ngang nhưng mà giá thì lại tăng. Và tương tự chúng ta sẽ có là ACB. Thì ACB cũng là một cổ phiếu rơi vào tình trạng tương tự khi mà giá thì tăng. Nhưng mà cái RSI của ACB thì nó lại giảm. Đây cũng là một cổ phiếu xuất hiện trường hợp là RSI phân kỳ. Và anh chị chúng ta sẽ có thể dùng cái này để chúng ta nhìn qua về các cổ phiếu ở bên dưới. Ví dụ như chúng ta có là BIDV. Đúng mà, BIDV cũng là một cổ phiếu tăng rất mạnh về giá. Khi mà giá tăng tương đối là mạnh, và chúng ta có một cái cây tăng rất tốt vào cái phiên ngày 19 tháng 1, nó tăng đến gần 5%. Tuy nhiên thì chúng ta xét về RSI thì nhìn chung nó là đi ngang. Thì đây cũng là một cái trường hợp của RSI phân kỳ. Tức là Hải vừa mới kể qua về một số những cái cổ phiếu gọi là nổi trội, gọi là hot ở trong nhóm ngân hàng và được nhiều người chú ý, thì đa phần đều đang xuất hiện hiện tượng là RSI phân kỳ. Và tương tự chúng ta sẽ qua về VN30, thì kể cả chỉ số này cũng đang bắt đầu xuất hiện, không, VNMU thì chưa, thì chưa, cái này thì giá tăng và cả chỉ số RSI thì nhìn chung là nó vẫn đang giữ được một mức bình thường, thì cơ bản là nó chưa quá tệ, cơ bản thì nó chưa quá tệ, nó như là nhóm ngân hàng. Rồi thì đó là cái thứ hai chúng ta điểm qua. Thì nhìn chung về cái mặt chỉ số RSI thì kể cả là chúng ta dùng một cách cơ bản là chúng ta nhìn vào cái vùng giá quá mua, hay chúng ta dùng cách nâng cao hơn, cách cao cấp hơn là cái phân kỳ, thì nó đều cho chúng ta những cái tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ dùng tới một cái luận điểm khác, một cái chỉ báo khác để chúng ta chỉ ra những cái tín hiệu đảo chiều của nhóm ngân hàng. Đó chính là biểu đồ nến, anh chị ạ, biểu đồ nến. Thì biểu đồ nến này nó sẽ có tác dụng với cả cái rổ là VN30 nữa. Thì nhìn chung á, chúng ta lưu ý rằng gì? Cái nhịp này của thị trường, cái nhịp này của VN30 đang tăng một cách gọi là thiếu lực cầu. Khi mà cái phiên ngày 19 tháng 1 thì tăng rất tốt, nhưng mà phiên ngày hôm qua, phiên ngày 22 tháng 1 là một cái phiên mà bắt đầu xuất hiện nến doji. Tức là gì? Tức là cầu và cung ở vùng này đang có dấu hiệu là ngang nhau, đang có dấu hiệu là ngang nhau, mặc dù rơi về thì cầu vẫn bắt vào. Nhưng ngày hôm nay là một cái ngày mà VN30 đã đóng nến thấp, và nó đóng nến so với ngày hôm qua là tương đương với giá thấp nhất của phiên ngày hôm qua. Tức là nhìn chung VN30 đã bắt đầu xuất hiện lực cung ở vùng này, và lực cầu đang cho thấy là có dấu hiệu yếu. Chúng ta gọi là chúng ta phân tích về cái nến của VN30 là như thế. Nhưng mà ngoài VN30 ra, chúng ta qua về các cổ phiếu ngân hàng thì các cổ phiếu này cũng đang xuất hiện những cái biểu đồ nến gọi là nến đảo chiều rất xấu, như là cái cổ phiếu Techcom. Thì đây chúng ta sẽ gọi là gì ạ, là mô hình nến búa. Tức là gì, cái giá đóng cửa nó gần như là thấp nhất ngày, và trong phiên nó có nhịp tăng lên nhưng vẫn bị chốt ngược về và tạo râu nến phía trên kèm thanh khoản lớn. Tức là Techcom đang bị bán rất mạnh ở vùng giá khoảng tầm từ 35.5 cho tới là 36, là một cái mẫu hình đảo chiều và kèm thanh khoản rất uy tín. Tiếp theo là MB. Thì MB chúng ta cũng đang ở trong cái đoạn tương tự như là chúng ta phân tích về VN30. Thì MB nó được một cái á, là may mắn ngày hôm nay nó đóng nến cao hơn 1 phần 2 thân nến so với là cái nến ngày 19 tháng 1, cho nên nó sẽ chưa hình thành cái mẫu hình đảo chiều. Nhưng mà nhìn chung á, thì chúng ta thấy rằng gì, bắt đầu MB có dấu hiệu tăng rướng khi mà trong phiên thì tăng lên cái vùng giá khoảng tầm là 22.3, nhưng mà vô thì không vào. Tức là gì, đây đang là một cái tín hiệu tăng rướng của cổ phiếu MB, nó chỉ kéo lên để cơ bản gì ạ, để nó xả tiếp hàng thôi. Theo Hoàng nghĩ rằng là như vậy, nó kéo lên để nó xả hàng thôi. Thì ngày mai chỉ cần MB nó đóng nến thấp hơn cái vùng giá khoảng tầm là 21.8 thì đây là một cái mẫu hình đảo chiều rồi của MB. Thì nhìn chung là chúng ta đang bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu không quá tốt. ACB thì đang ở tình trạng gọi là tương tự với lại Techcom anh chị ha, khi mà hình thành một cái mẫu hình nến búa, và dĩ nhiên trong phiên cũng tiếp tục có nhịp tăng rướng lên, nhưng mà chúng ta không có sự đồng thuận của thanh khoản. Thanh khoản này của ACB thì nhìn chung vẫn rất bình thường, không quá cao và cũng không quá thấp, nhưng mà khi mà đang cố gắng vượt đỉnh á, mà thanh khoản thấp như này, thanh khoản không quá cao á, thì cơ bản là nó cũng không đạt, nó không được yêu cầu. Thì khi mà ngày mai ACB rơi về vùng giá khoảng tầm là 25.8 thì nó cũng hình thành một cái nhịp đảo chiều ngắn hạn với ACB.
SHB thì nhìn chung là vẫn bình thường. Cơ bản thì SHB nó chưa có những cái nhịp tăng quá dốc. Theo Hải thì SHB nó chỉ vừa mới vượt qua cái vùng kháng cự của SHB ở quanh vùng giá khoảng tầm là 11.8 cho tới là 12. Cho nên nhìn chung thì những cái nhịp điều chỉnh này của SHB thì nó cũng sẽ không có quá xấu, thì nó sẽ rơi vào những cái nền giá hỗ trợ bên dưới thôi. Và dĩ nhiên rằng Hải làm video ở đây á, thì Hải cũng không có hô sập ngân hàng nha. Tại vì Hải cũng đã từng làm một video rồi nói về việc là chúng ta có tiếp tục nên mua nhóm ngân hàng hay không. Thì Hải cũng chia sẻ là nhóm ngân hàng chỉ vừa mới tăng cái nhịp đầu tiên thôi nha, chỉ mới trong sóng tăng số 1 thôi. Thì khi mà ngân hàng điều chỉnh xuống những cái mức giá đẹp hơn, nó sẽ chắc chắn sẽ có cầu vào. Thì cái việc mà chúng ta phân tích ở đây á, chúng ta chỉ đang phân tích về mặt ngắn hạn, và trong khoảng tầm là 5-7 phiên thì ngân hàng sẽ có khả năng gặp những nhịp điều chỉnh khoảng tầm từ 5 tới 7%, chứ còn không phải là hô ngân hàng sập mà anh chị ta nên clear tài khoản đi nha, không phải anh chị ta lưu ý ha. Thì các cổ phiếu như là ACB hay là MB á, khi mà điều chỉnh xuống những mức giá gọi là hấp dẫn hơn, tốt hơn thì chắc chắn cầu vẫn sẽ vào và vẫn sẽ đỡ một cách bình thường anh chị ha. Đó là cái sự khác biệt. Rồi, VP thì cũng tương tự trường hợp như là SHB, thì cơ bản là vẫn chưa tăng quá nhiều, thì những cái nhịp điều chỉnh nó vẫn sẽ tương đối nhẹ nhàng mà thôi, nó vẫn sẽ tương đối nhẹ nhàng. Rồi OCB, đây OCB là một cái cổ phiếu mà nhìn chung đã điều chỉnh trước rồi nè anh chị, đã điều chỉnh trước rồi. Khi mà cái mức giá cao nhất của OCB đạt được á, nó so với hiện tại nó khoảng giảm khoảng tầm là 3% hơn. Thì cơ bản khi mà OCB điều chỉnh về cái mức giá hợp lý á, nó sẽ khoảng tầm là vùng giá 14.5, tức là khoảng tầm 6%. Thì cơ bản là cổ phiếu OCB đã điều chỉnh trước rồi. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu để anh chị chúng ta lưu ý. Có thể chúng ta thấy rằng mỗi phiên chỉ giảm có không phải mấy, chưa được 1%, nhưng mà phiên nào cũng giảm cả, nó cứ giảm từ 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 thì dần dần cộng lại cũng sẽ khoảng tầm 5-7%, thì nó đã hoàn thành xong một cái nhịp điều chỉnh rồi ha. Thì chúng ta sẽ lưu ý về vấn đề đó. VIB cũng vậy ha. VIB thì nhìn chung là hiện tại vẫn đang giữ được giá ở mức khá là cao, và hiện tại thì BIDV vẫn đang cho chúng ta một cái động thái rằng là cầu của tôi vẫn rất khỏe, thì nó vẫn chưa quá xấu đối với riêng BIDV. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta sẽ nhìn qua về cái RSI á, thì cơ bản là BIDV nó cũng đang trong tình trạng là phân kỳ, vẫn đang tình trạng là phân kỳ. Thì cái chỉ số này nó sẽ tương đối là uy tín. Thì theo Hải là BIDV cái việc mà bây giờ nó điều chỉnh xuống cái vùng giá khoảng tầm là 46 á, tức là khoảng tầm 7% á, là một cái chuyện. Rồi 46 thì hơi nhiều, thì bởi vì BIDV cũng là một cổ phiếu có vốn hóa tương đối lớn, thì có khả năng nó sẽ về khoảng tầm là 46 chấm ít cho tới 47, tức là khoảng tầm từ 5 tới 6% á, là một cái chuyện hợp lý. Bởi vì hiện tại thì cơ bản á, cái chỉ số chung của thị trường chúng ta thấy rằng gì, bây giờ đã tiệm cận 1.200 rồi, đúng mà chúng ta có thời điểm chúng ta tăng lên đến tận 1.187 rồi, tức là rất là cao, lên tới vùng 1.200 là rất cao rồi mọi người. Nhưng mà nhìn chung thì danh mục anh chị không có tăng gì cả. Thì cái việc mà ngân hàng bây giờ nó điều chỉnh xuống khoảng tầm là 3-5% á, thì cái chỉ số chung của thị trường á, nó rơi về cái vùng giá khoảng tầm 1.150 á, là chuyện hoàn toàn bình thường, đúng mà, tức là khoảng tầm 27 điểm. Mỗi cổ phiếu ngân hàng rơi khoảng tầm từ 3-5% thì thị trường rơi khoảng tầm 30 điểm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Thì đó chính là cái nội dung chính ở trong video ngày hôm nay mà Hải muốn chia sẻ với anh chị về nhóm ngân hàng. Thì trong ngắn hạn, anh chị nào mà chúng ta trading, chúng ta nên bắt đầu bán dần các cổ phiếu ngân hàng để chúng ta chờ đợi một cái vòng mới và chúng ta mua lại. Còn với anh chị nào mà chúng ta gọi là thích nắm dài á, thì cơ bản là những cái điều chỉnh khoảng tầm vài phần trăm này nó sẽ không ảnh hưởng tới anh chị. Ta vẫn có thể tiếp tục mua và chúng ta nắm giữ một cách bình thường, thậm chí là chúng ta có thể mua thêm khi mà điều chỉnh xuống một cái mức giá hợp lý với cái túi tiền của mọi người ha. Rồi, thì đó cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Anh chị chúng ta thấy hay, thấy ích, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like, một nút đăng ký kênh trước khi chúng ta rời video. Và chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo này nếu mà chúng ta cần hỗ trợ thêm. Đặc biệt, chúng ta muốn tham gia vào room khách hàng, chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và chúng ta liên hệ với Hải qua số điện thoại này anh chị ha. Và cuối cùng thì cũng xin cảm ơn anh chị và xin giúp cho anh chị chúng ta có một phiên giao dịch ngày mai và thành công.